Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Nghệ An bất ngờ xuất hiện trận mưa đá kéo dài gây ảnh hưởng nhà cửa, hoa màu của người dân. Phản ánh của Hồ Văn Ngọc, số điện thoại 0847 3 số cuối 885. Một tài xế điều khiển xe ô tô đã bất chấp nguy hiểm, chấp nhận bị phạt nguội để dừng xe trên cao tốc nhặt thùng phi rơi giữa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phản ánh của khán giả Nhật Minh qua số điện thoại 0937 3 số cuối 114. Giải lan can kè biển tại làng chài Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, Nha Trang tan hoang bể nát do ngư dân neo cột thuyền thúng mỗi khi ra biển đánh bắt về. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội qua số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Người dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bất an vì voi rừng xuất hiện trong khu dân cư. Phản ánh của khán giả Minh Phương qua số điện thoại 0917 3 số cuối 445. Những ngày tháng 3 trên các tuyến phố của thành phố Nam Định, hoa gạo đang nở đỏ rợp trời. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Thưa quý vị, chiều 21 tháng 3, một trận mưa đá xuất hiện tại nhiều xã như Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong và thị trấn Kim Sơn của huyện Quỳ Châu và Quế Phong ở Nghệ An. Trận mưa đá kéo dài hơn 20 phút kèm theo cả gió lốc. Các viên mưa đá có kích thước khoảng 2cm, làm thủng một số nhà dân, hư hại hoa màu và cây cối. Ngoài huyện Quế Phong, tại một số địa phương của huyện Quỳ Châu cũng xuất hiện mưa đá, ảnh hưởng tới nhiều hộ dân. Theo thống kê, toàn huyện Quế Phong có 15 nhà dân và ký túc xá giáo viên bị tốc mái, một số cây cối gãy đổ và hoa màu của người dân bị dập nát. Hiện chính quyền địa phương trong toàn huyện đang chỉ đạo lực lượng dân quân của xã nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. 3 ngày trước, tại các xã Hủy Tụ, Bảo Thắng, Mường Lống, Phà Đánh thuộc huyện Kỳ Sơn cũng đã hứng chịu trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút. Các hạt mưa đá có kích thước từ 1 đến 3cm gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu. Ngành chức năng vẫn chưa thống kê hậu quả do các đợt mưa đá gây ra. Bất chấp các xe ô tô đang lao vun vút trên đường cao tốc, một người đàn ông đã bình tĩnh đẩy một chiếc thùng phi vào lề đường, sau đó nhặt vứt bỏ khỏi làn đường. Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm này đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh Lưu Minh Tuyên sinh năm 1989 tại Hải Phòng cho biết tình huống trên xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 3. Anh Tuyên đang cùng em trai di chuyển ở làn giữa cao tốc hướng Hà Nội về Hải Phòng với tốc độ tối đa 120 km/h. Bất ngờ anh phát hiện giữa đường có một chiếc thùng phi to, anh Tuyên vội vàng đánh lái sang trái. Buổi tối trên đường cao tốc, các xe đều chạy tốc độ cao nên rất khó phát hiện chướng ngại vật từ xa. Lo sợ sẽ có người gặp nạn, anh Tuyên đã liều dừng xe ở làn khẩn cấp rồi quay lại vứt bỏ chiếc thùng phi ra khỏi đường. Về nhà, anh Tuyên đăng tải đoạn clip được người em đi cùng ghi lại lên mạng xã hội. Qua đoạn clip, anh muốn nhắn gửi các tài xế điều khiển xe ô tô tải nên chằng buộc hàng hóa cẩn thận, tránh làm rơi trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành động của anh Tuyên nhận về vô số lời khen, cảm ơn từ cộng đồng. Có cả những chia sẻ của các tài xế đã từng gặp nạn do gặp phải chướng ngại vật trên đường mà không kịp xử lý. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng hành động dừng xe trên cao tốc của anh Tuyên quá nguy hiểm. Thay vì dừng lại, anh Tuyên có thể gọi cho cơ quan chức năng để họ xử lý. Để ngăn chống sóng biển, bảo vệ giải bờ biển cho làng chài Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, ngành chức năng thành phố Nha Trang đã đầu tư xây dựng một giải kè biển, bên trên có lan can bằng bê tông vững chắc. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay thì giải lan can kè biển này đã trở nên tan hoang, mà nguyên nhân bắt đầu từ việc ngư dân neo cột thuyền thúng mỗi khi ra biển đánh bắt về.
Giải lan can kè biển được xây dựng rất kiên cố, trải dài dọc theo làng chài Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, Nha Trang để chống sóng biển, bảo vệ bờ biển chống sụp lở. Tuy nhiên, do hàng loạt thuyền thúng của ngư dân neo cột vào lan can mỗi khi trở về từ biển đã gây hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị nứt bể từng đoạn, trơ lõi sắt, có đoạn còn bị gãy nát vụn cả một đoạn dài, không còn thấy lan can. Nhiều đoạn còn trụ lại được nhưng đầy vết vỡ nham nhở. Tình trạng tùy tiện neo cột thuyền thúng và giải lan can của ngư dân làng chài Lương Sơn cần sớm được ngành chức năng quản lý giải kè, chấn chỉnh. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền kêu gọi ngư dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình công cộng. Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Chí Học, sinh năm 1986, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng lòng tin của nhiều người vào vỏ bọc hoàn hảo và các mối quan hệ của mình, Nguyễn Chí Học đã kêu gọi đồng nghiệp và người quen cũng như cả những người trên mạng xã hội đầu tư mua nhà phát mại tại thành phố Hồ Chí Minh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 16 tỷ đồng. Trong quá trình làm việc tại một công ty bất động sản, đối tượng Nguyễn Chí Học đã sử dụng nghiệp vụ về môi giới, định giá bất động sản, hỗ trợ một số đồng nghiệp đã từng giúp đỡ họ lướt sóng thành công nhiều lô đất. Bằng hình thức tạo dựng được lòng tin trong một thời gian dài, đối tượng đưa ra thông tin giả rằng có mối quan hệ nhiều người làm trong ngân hàng và lãnh đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó biết được các nguồn nhà giá sập hầm thấp hơn từ 20 đến 30% so với giá của thị trường, hoặc nguồn nhà ngộp banh bị ngân hàng phát mại giá rẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì tin tưởng nên nhiều người đã đầu tư. Cùng làm việc với nhau nên là đối tượng cũng đã xây dựng cái lòng tin từ với tất cả những người khác từ rất là lâu rồi. Đấy, nên là khi mà nhìn vào thì đối tượng cũng làm rất là tử tế, hiền lành và gia đình cũng rất có điều kiện. Vậy nên là khi đối tượng mà trong một buổi gặp gấp thì chỉ đề cập vấn đề về đặt cọc nhà như vậy và cần huy động gấp một số tiền như vậy, thì dựa theo cái niềm tin đã có từ sẵn từ rất lâu rồi thì tôi cứ vậy mà tôi chuyển tiền thôi. Với thủ đoạn này, Học đã kêu gọi các đồng nghiệp khác cùng tham gia góp vốn để đặt cọc mua lại những bất động sản với mức lợi là 3% dựa trên các giá trị bất động sản. Ban đầu, Học chỉ trả lợi nhuận đúng cam kết. Đến khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng thì đối tượng mới chiếm đoạt. Xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, đối tượng đã chiếm trọn niềm tin của người bị hại. Do đó, nhiều người tham gia góp vốn cũng không hề biết bất kỳ thông tin về các căn nhà đã đầu tư. Vì gần như là đặt niềm tin, đâm ra là truy vấn bạn những cái điều đó thì bạn ấy cũng nói là nó là bí mật trong cái vụ làm ăn đấy và bạn không thể tiết lộ được, và bạn dùng những hình ảnh của những người có ảnh hưởng cũng như là những người lại liên quan đến chính trị để bạn ấy dập với cái việc mà tò mò của mình, nên là nhiều khi mình cũng không có đề cập sâu quá được. Bước đầu, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng. Đánh vào tâm lý muốn đầu tư, lợi nhuận ban đầu hấp dẫn cao gấp nhiều lần so với đầu tư các bất động sản trên thị trường khác, nhiều người đã bị sập bẫy. Hiện nay, những vụ việc lừa đảo bằng hình thức chiêu dụ đầu tư môi giới bất động sản diễn ra rất phổ biến. Người dân cần nâng cao cảnh giác thực hiện các giao dịch. Bà con của chúng ta là hết sức là thận trọng và xác thực được cái tính thực tế của các cái dự án, tránh tin tưởng cũng như tránh cái việc mà bị những cái chiêu dụ của các cái đối tượng lừa đảo, nhất là những đối tượng lừa đảo đưa ra các cái dự án không có thật với hứa hẹn hoặc là chuyển tiền lợi nhuận ban đầu rất lớn trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng tiếp tục thông báo cho những ai là bị hại hoặc có liên quan đến sự việc nêu trên, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng để giải quyết. Ngày 22 tháng 3, Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị nhận được tin báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chốt Suối Nhung về việc phát hiện một con voi rừng xâm nhập vào gần khu vực dân cư, khiến người dân lo sợ. Cụ thể, tối ngày 19 tháng 3, người dân phát hiện có một con voi cách khu vực 61 hộ dân đang sinh sống khoảng 300 mét và xã có thông báo đến người dân không săn bắt, không bắn và lại gần voi. Khi thấy voi xuất hiện, người dân thực hiện các hành động như gõ song nồi, đánh trống, tạo ra tiếng động lớn để xua đuổi voi về rừng.
phòng tránh xung đột giữa người và voi. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều loại cây trồng như chuối, đu đủ, ổi của người dân tại khoảnh 3 và khoảnh 4, tiểu khu 363 và khoảnh 7, tiểu khu 362 thuộc Ban Quản lý Rừng Kinh tế Suối Nhung bị voi cuột gãy. Một chòi rẫy của người dân cũng bị voi phá hư hỏng. Trong 4 đến 5 năm qua, ít nhất 3 lần voi rừng xuất hiện ở ấp Thạch Màng, phá hoại mùa màng, cây trồng. Bà Thị Ré, người dân trong khu vực voi đi ngang qua cho biết, tại chòi rẫy, voi đã phá cây đu đủ, nhà bếp bị lật tung vách gỗ để ăn muối và gạo. Voi rừng quật ngã nhiều cây trái trong vườn, nương rẫy, khiến nhiều hộ dân mất ăn mất ngủ, không dám vào rẫy vì sợ voi tấn công. Trái đu đủ với cây nhà bếp rồi với cây gạo nửa bao mà nó kéo nó ăn muối này kia thôi. Nhưng mà không biết là con gì nữa mà ông chồng không biết, ông thấy dấu là ông biết. Chị không có nghĩ chi ông chồng không biết, ông chồng ông nói thấy dấu chỗ đó đó. Mà ông chồng ông nói là cái này chắc con voi thôi, cái ông chồng không sợ, còn tôi thì tôi sợ. Ông nói tôi, ông ôm mình đi tôi về, ông nói hôi răng răng đi, ở đây có người dưới, có người hai ba nhà mà. Có gì thì mình thấy mình chạy, mình kêu người ta giúp mình. Trước việc voi rừng xuất hiện tại địa bàn, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp tránh xung đột giữa người và động vật rừng. Hiện tại, con voi rừng nói trên đã về khu vực rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, nhằm đề phòng voi có thể xuất hiện trở lại, cơ quan chức năng huyện Đồng Phú đã cử lực lượng chuyên trách tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, tránh gây thiệt hại về người và của. Đối với người nông dân quanh năm vất vả bên ruộng vườn, thì mơ ước lớn nhất của họ chính là những vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, không phải lúc nào trời cũng thương người nông dân, nên cảnh mất mùa, mất giá đã nhiều lần trở thành nỗi lo thường trực của họ. Không như những năm trước, nông dân trồng điều Bình Phước đang phải khóc ròng vì điều năm nay rơi vào cảnh mất mùa thê thảm nhất. Đứng ngồi không yên có lẽ chính là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả nông dân trồng điều Bình Phước năm nay. Nếu như mọi năm, vườn điều 3 hectare của gia đình ông Nguyễn Văn Xanh, ngụ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho thu hoạch từ 6 đến 7 tấn hạt tươi, thì năm nay sản lượng giảm chỉ còn 1/3, ước đạt khoảng 2 tấn. Năm trước thu hoạch được 5 tạ rưỡi, năm nay là 3 tạ rưỡi. Giá thất thu vì thời tiết này bông nó khô hết. Vì mua trái mùa thì cũng cái bà con đây bị ảnh hưởng như vậy đó. Năm ngoái giá cả là được 30, còn năm nay là được 25. Nhưng mà thời tiết mà làm cho nên thất mua bị thất giá luôn, thì tất cả bà con đây cũng được vui. Nhiều người trồng điều khác cũng đang có chung nỗi lo mất mùa điều. Ông Thắng ngụ tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, trong mấy chục năm trồng điều thì năm nay là mất mùa nghiêm trọng nhất. Vườn điều 2,5 mẫu chỉ thu được hơn chục kg mỗi ngày. Năm nay thì nói chung cũng thất mùa, cũng đỡ hơn mọi bà con ở đây. Bà con ở đây nói chung là thất 20-30, chứ tôi thất chắc 10-15% thôi. Bây giờ muốn chuyển đổi là trồng mà không biết là chuyển đổi gì đây nữa. Muốn khuyến cáo với xã rồi hỗ trợ trồng thân đổi cây trồng gì, chứ cái điều này mỗi năm mà thu nhập như đây là bà con cũng khổ hoài. Giờ cũng không biết chuyển đổi cây trồng gì, nhờ xã rồi hỗ trợ rồi hay gì đó. Thì tình hình chung năm nay là ấp đồi điều là do là mưa, mấy cơn mưa trái mùa nên cũng ảnh hưởng đến cái bông điều của bà con. Nên sản lượng thu nó cũng không đạt như mọi năm, nó thấp khoảng cỡ 20-30%. Rồi với cộng với lại là giá cả nó cũng không có được cao như năm rồi nữa. Theo người trồng điều, lý do vụ điều năm nay thất thu là do thời tiết thay đổi thất thường. Trong quá trình tạo quả, cây gặp nắng nóng vào ban ngày kết hợp với thời tiết lạnh về đêm đã làm cho hoa bị khô héo và điều không đậu trái. Điều đáng buồn hơn, không chỉ mất mùa, giá hạt điều năm nay cũng rất thê thảm. Hạt điều chỉ được mua ở mức hơn 20.000 đồng một kg.
thấp hơn năm ngoái từ 4 đến 5 ngàn đồng 1 kg. Với tình hình chung này thì với vai trò là chi hội trưởng nông dân ấp thì tôi cũng khuyến khích bà con nếu có điều kiện thì chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Do là giờ cũng nhờ nông thôn mới nên điện đường nó cũng về tới rồi. Thì giờ bà con cũng nên chuyển đổi cây trồng nếu bà con có điều kiện, còn không có điều kiện thì bà con cũng chuyển đổi những cây điều già cỗi để trồng những giống điều ghép nó có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tình trạng này đang khiến người trồng điều tiến thoái lưỡng nan. Nhà nào có điều kiện thì chuyển đổi sang cây trồng mới, còn lại những hộ khó khăn thì không dám cưa cây mà vẫn cố giữ cây, cầm cự qua thời gian này. Trước thực trạng trên, Hội Điều Bình Phước khuyến cáo người dân nên trẻ hóa vườn điều, không nên chuyển đổi sang các cây trồng khác ồ ạt để tránh tình trạng cung vượt cầu. Trong tháng 3, ngoài hoa ban thì hoa gạo cũng đang nở rộ nhiều nơi ở miền Bắc. Hoa gạo có tên gọi khác giản dị không kém là mộc miên, ở vùng Tây Nguyên thường gọi là pơ lang. Hoa gạo được trồng nhiều ở các làng quê gắn liền với đồng lúa và những con người mộc mạc. Cứ như vậy, đến tận ngày nay, hoa gạo đã trở thành linh hồn biểu tượng mỗi khi nhắc về làng quê Việt Nam. Giờ đây chẳng phải đến những nơi xa xôi hoặc là trở về làng quê để ngắm hoa, mà ngay giữa lòng thành phố Nam Định cũng hiện hữu tất cả những loài hoa đó. Tuy số lượng cây gạo ở thành phố Nam Định không nhiều, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa những loài hoa khác, nên hoa vẫn khoe sắc kiểu diễm với người dân thành phố dệt. Nhìn từ xa đã có thể thấy rõ sắc đỏ của loài hoa này. Hoa bắt đầu gặp nhiều ở ven hồ công viên Vị Xuyên, đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, và đặc biệt là khu đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Trần Hưng Đạo, hai quần thể chùa Tháp, đền Trần. Dân gian có câu: bao giờ cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn. Nghĩa là khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Hoa gạo là loài hoa cánh đơn với năm cánh lớn, cánh hoa dày chứ không mỏng và mang màu sắc đỏ tươi đầy sức sống. Hoa có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm. Có lẽ vì thế mà hoa gạo khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở. Những bông hoa gạo mỏng manh có một vẻ đẹp lôi cuốn đến kỳ lạ. Những bạn trẻ yêu mến loài hoa này cũng tranh thủ cơ hội để ghi lại từng bức hình kỷ niệm. Cây hoa gạo trưởng thành có dáng thẳng, cao khoảng từ 15 đến 20 mét, thuộc loại thân gỗ với lớp ngoài sần sù, ngả màu xám nâu. Ở thành phố Nam Định, cây gạo không được trồng phổ biến như ở vùng quê. Tuy nhiên, mùa hoa gạo vẫn là một món quà tháng 3 đặc biệt, thân thương của người dân thành phố này. Có một điều đặc biệt là hoa gạo, vòng đời của hoa ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng vài ngày. Nhưng khi rụng xuống, bông hoa vẫn giữ được màu sắc đỏ rực, nguyên vẹn, không hề phai tàn hay héo úa như những loại hoa khác. Hoa gạo khi nở có kích thước lớn, năm cánh hoa uốn cong nhẹ nhàng hướng ra ngoài, đỏ mọng như cánh môi thiếu nữ. Sắc đỏ cùng nét cổ kính của những ngôi nhà cổ lâu đời hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh mang đậm màu sắc hoài cổ. Những con người yêu hoa luôn có cảm giác phải chờ đợi, trong lòng nôn nao khó tả để đến độ hoa nở, họ lại sung sướng ngất trời khi được chìm đắm trong sắc hoa. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Chiều 21 tháng 3, một trận mưa đá xuất hiện tại nhiều xã như Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong và thị trấn Kim Sơn của huyện Quỳ Châu và Quý Phong, Nghệ An. Trận mưa kéo dài khoảng 20 phút kèm gió lốc. Các viên mưa đá có kích thước khoảng 2 cm, làm thủng một số nhà dân, hư hại hoa màu, cây cối. Do mưa xảy ra vào chiều tối nên trong ngày 22 tháng 3, các xã đang thống kê lại thiệt hại. Phản ánh khán giả Hồ Văn Ngọc, số điện thoại 0847 và số cuối 885.
bất chấp các xe ô tô đang lao vun vút trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Một người đàn ông đã bình tĩnh để một chiếc thùng phi vào lề đường, sau đó nhặt vứt bỏ khỏi làn đường. Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Hành động trên nhận được vô số lời khen, cảm ơn từ cộng đồng. Có cả những chia sẻ của những tài xế đã từng gặp nạn do phải gặp chướng ngại vật trên đường mà không kịp xử lý. Tuy nhiên cũng một số người cho rằng hành động dừng xe trên cao tốc là quá nguy hiểm. Thay vì dừng lại, người đàn ông trong clip có thể gọi cơ quan chức năng để xử lý. Phản ánh khán giả Nhật Minh số điện thoại 0973 và số 4114. Để ngăn chống sóng biển, bảo vệ dải bờ biển cho làng chài Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, ngành chức năng thành phố Nha Trang đã đầu tư xây dựng một dải kè biển, bên trên có lan can bằng bê tông vững chắc. Tuy nhiên từ nhiều tháng nay, dải lan can kè biển này đã trở nên tan hoang. Nguyên nhân bắt xuất phát từ việc người dân neo cột thuyền thúng mỗi khi đi biển đánh bắt về. Tình trạng này cần sớm được ngành chức năng chấn chỉnh. Bên cạnh đó cần tuyên truyền, kêu gọi ngư dân nên có ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình công cộng, bảo vệ chính làng chài nơi ngư dân đang sinh sống. Phản ánh tương giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 và số cuối 914. Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Chí Học, sinh năm 1986, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng lòng tin của nhiều người vào vỏ bọc hoàn hảo và các mối hệ của mình, Nguyễn Chí Học đã kêu gọi đồng nghiệp, người quen và cả những người trên mạng xã hội đầu tư mua nhà phát mại tại thành phố Hồ Chí Minh, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 16 tỷ đồng. Phản ánh con giả Ngọc Linh, số điện thoại 0963 và số cuối 134. Ngày 22 tháng 3, Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị nhận được tin báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chốt suối Nhung về việc phát hiện một con voi rừng xâm nhập vào khu vực khu dân cư, khiến người dân lo sợ. Hiện tại, con voi rừng nói trên đã trở về khu vực rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, nhằm đề phòng voi có thể xuất hiện trở lại, cơ quan chức năng huyện Đồng Phú đã cử lực lượng chuyên trách tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, tránh gây thiệt hại về người và của. Phản ánh từ khán giả Minh Phương, số điện thoại 0917 và số cuối 445. Đối với người nông dân quanh năm vất vả bên ruộng vườn thì mơ ước lớn nhất của họ chính là những vụ mùa bội thu. Tuy nhiên không phải lúc nào trời cũng thương nông dân nên cảnh mất mùa mất giá nhiều lần trở thành nỗi lo thường trực của họ. Không như năm trước, nông dân trồng điều ở Bình Phước đang phải khóc ròng vì điều năm nay rơi vào cảnh mất mùa thê thảm nhất. Hạt điều được mua với mức hơn 20.000 đồng một kg, thấp hơn năm ngoái từ 4 đến 5.000 đồng một kg. Tình trạng này khiến người nông dân điện thoại lương nan. Phản ánh từ khán giả Ngọc Đức có số điện thoại 0937 3 số cuối 574. Tháng 3, ngoài hoa ban thì hoa gạo cũng đang nở rộ nhiều nơi ở vùng miền Bắc. Hoa gạo có tên gọi khác giản dị không kém là mộc miên ở vùng Tây Nguyên, được gọi là phơ lang. Hoa gạo được trồng nhiều ở các làng quê gắn liền với đồng lúa và những con người mộc mạc. Cứ như vậy đến tận ngày nay, hoa gạo trở thành linh hồn biểu tượng của khi nhắc về làng quê Việt Nam. Giờ đây chẳng phải đến những nơi xa xôi hoặc trở về làng quê để ngắm, mà ngay giữa lòng thành phố Nam Định cũng hiện hữu tất cả những loài hoa này. Chia sẻ khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.